Tranh luận vô bổ về những chủ đề không đâu. Nơi những cuộc hẹn của bạn có hình bóng và những giá trị của Giê-xu hay không? Hay đó chỉ là những cuộc gặp pha đầy tính thế tục và tầm thường? Hôm nay, khi mọi cuộc gặp gỡ đã kết thúc, mời bạn bước vào cuộc gặp gỡ với Giê-xu. Giê-xu muốn bạn ở bên cạnh Ngài như một người bạn thân để bạn tâm sự với Ngài, lắng nghe tiếng lòng của bạn và xoa dịu những tổn thương nơi tâm hồn bạn.